sao mày không nhảy, sao mày không đưa lên? Ở đây thực sự mà nói, khi mà nhìn qua cái cảnh này mình cảm giác như mình trở về một cái gì đó. Nó đó, có cái cô kia đang cắt dâu muống kìa, hình ảnh rất là đẹp luôn nha. Những cái đám mây, những cái cánh gọi là cánh đồng rau muống, rồi bên kia người ta trồng khổ qua mướp rồi nè, những cái vàng và những cái lý tre. Cảm giác như mình trở về xíu á. Hồi nãy đi ngang qua kia thấy có căn nhà đất mà bị sập rồi, nếu không là nó ngon lành rồi. Mình thấy đây nè, mát không? Ồ, mát mà. Thì những lý tre nè. Nước này có đẹp nước gì đâu. Luôn nha. Nước mỏi hả? Nè, nè anh thấy nước trong vắt không? À. Không? Ủa mà không hiểu sao cái nước này nó từ đâu mà nó ra rất là hay nha. Giống như là nó xuyên suốt rất là lâu rồi. Cái mạch nước ở trong á. Ờ. À. Ngộ mọi người, đây nè. Ngày trước mình có ra quầy ở chỗ Phan Giang, mình có quay một cái giếng. Mà cái giếng đó là nó có từ rất là nhiều năm rồi. Không biết là những người lớn tuổi người ta không biết là cái đó là nó có từ bao giờ. Nhưng mà bà con người Chăm người ta sống ở thời đó là ta nhờ cái nguồn nước đó. Tại lúc trước là nghe nói vùng đất cát mà không hiểu tại sao là có một cái giếng. Và nơi đây cũng vậy, cũng có một cái mà nó trôi ra, không biết là con mương hay con dạch gì không ta. Mà ở đây là người ta gọi là giếng mọi hả? Mà mọi. Tại sao lại gọi là giếng mọi? Mọi bà đó. Mọi bà. Nhưng mà theo nghĩ là cái mọi này có rất là lâu rồi. Tại vì hồi xưa là dùng ở đây là đồng ruộng bao la, cho nên là người dân trong vùng người ta có cái mọi này, người ta sử dụng nguyên giống như một cái làng vậy đó. Thì hôm nay em Quý có dắt mình qua một cái giếng gọi là giếng mọi. Mà cái giếng này nó có từ rất là lâu rồi. Và bà con hầu như ngày xưa người ta đều sử dụng cái nguồn nước giếng này để mà sinh sống. Và phía bên đây là muốn qua đây thì qua một con đường nó hơi quanh co một xíu đó, qua những cái lũy tre rồi cái cánh đồng rau muống ở đây đẹp không, và ngang cái cổng đây đó. Lát mình nữa mình thấy nước rất là trong luôn, các em đang tắm nữa. Mình quay đây xong xíu mới qua cái khu mộ bên kia, có một khu mộ cổ cũng khá là lạ, nên mình cũng muốn gửi những hình ảnh trên video này luôn để cho quý vị trẻ kênh khán giả YouTube TV 856 được xem. Và phía bên đây là rau muống nè đó, ta trồng rất nhiều, xa xa nữa là khổ qua. Nhìn thích á, nhìn cái cánh đồng như thế này thật sự mà nói là thích ghê luôn. Hồi xưa là em nghĩ là ở đây lúa nhiều lắm. Nhưng mà giờ công nghiệp hóa, hiện đại hóa rồi. Nãy giờ đi là quay bên kia cũng nóng được lắm, anh cũng muốn tới tắm. Ngộ thiệt á. Không hiểu tại sao lại có cái nghe nói bà con ngày xưa người ta sống ở đây là ta nhờ cái chỗ này nè. Tao qua hỏi cái cô làm vô muốn thật sự coi. Này cái đường đây nè, đi vô. Ở đây lúc trước là ở đây cũng có sông chứ đúng quý. Tại sao người ta không? Ngọn là bên kia, nhưng bên đây bên đằng xa kia nó có cái suối. Như tại sao là người ta là suối cát á. Đi bên đây nè anh. Lâu lắm mới đi bờ ruộng mà được. Lại ruộng. Cô ơi. Dạ. Cô cho con hỏi là cái này là nó cái chỗ nước này là bà con người ta sử dụng là từ lúc nào cô ha? Thấy bảo bao nghìn năm nay rồi. 2000 năm rồi. Từ bao giờ đời nọ đời kia rồi mà. Dạ. Nước đi nước sạch ngày xưa nó đẩy hai cái hố ở dưới kìa. Dạ. Nó là hai cái hố to lắm, nó đẩy lên nhà tù Phú Lợi đấy. Là hai cái hố sâu nó này xây là hai cái hố ở dưới nó nát thẳng, nó làm hai cái hố to lắm. Nó dẫn nước lên nhà tù Phú Lợi luôn. Nên tận trên đấy luôn. Cái hố đó còn không cô? Hố đi vẫn còn đó. Dạ. Hai hố to cả bá ra rồi. Là nó có từ rất lâu đời rồi hả cô? Lâu đời rồi, thấy người ta bảo nó hàng nghìn năm nay. Dạ, cô sống ở đây là bao nhiêu lâu rồi cô hả? Cô vào đây là cũng 25 năm này. Dạ. Là lúc đó là cô tới là cô vẫn sử dụng cái giếng này để làm nước sinh hoạt chứ ha? Tất cả cái giếng này là người ta dùng hết về các cái trồng trọt. Dạ. Trời ơi, có cái hồ đó mà sử dụng hết trồng trọt luôn. Ô, chú nhìn đây là đất nại đấy, nếu mà nó cạn nước lúc nhìn nó bùng lên dữ lắm. Hay ta bùng dữ lắm chứ không phải giờ nó đợi người ta đắp nước, người ta lấy cái vào ruộng ấy. Dạ. Nếu mà không đắp nước là nó cạn, nó lên dữ lắm. Phúng lại lâu rồi cô. Lúc nhìn mình nhìn nó cứ đẩy lên kinh khủng. Nhưng mà dạ, cho nên cả cái khu này này chú nhìn đây, cả bên kia kìa. Dạ. Cả bên kia nữa người ta lấy qua đó. Ồ, con cũng không tin mà có cái hồ nhỏ gì mà cả nó nuôi được rất là nhiều cái đám ruộng này, rồi cả nhà tù Phú Lợi ngày xưa. Ngày xưa là thấy người ta ở đây, người ta bảo là hai cái hố ở dưới là nó lấy, thằng Mỹ nó lấy nước đây vào đấy. Dạ. Nó đẩy lên nhà tù Phú Lợi. Dạ. Bơm lên nhà tù Phú Lợi. Đó.
nước ở trong vắt luôn á. Dưới hai cái hố dưới kia ngày xưa là người ta ăn nước đây đấy chứ. Dạ. Tại vì từ đây lên nhà thờ Phú Lợi cũng đâu xa đâu, cách gần. Đó là ngày xưa bảo thằng Mỹ là nó đẩy lên nhà thờ Phú Lợi đó. Dạ. Nó xây hai cái hồ dưới chứa to lắm. Dạ. Đâu để mình tới mình coi thử đi. Nó gần đây luôn hả cô á, ngay chỗ cây dừa này đúng cô? Sách. Đi xuống đấy nó có cái ngõ, đi dừa vào trong đấy nó có hai cái hồ luôn. Dạ. Cứ đi xuống đấy là cái chỗ có cái lối đi dừa đó. Dạ dạ, con cảm ơn cô nhiều nha cô nha. Đó thì qua thông tin của cô nói là hai cái hồ này có từ rất là lâu rồi, là chính người dân ở đây người ta cũng không biết là từ thời lúc nào đó, nên là sau này á Mỹ nó làm cái nhà tù Phú Lợi và cái nguồn nước nó dẫn từ đây, nó xây hai cái hồ đây nè, vẫn còn nè, vẫn còn cái dấu tích nè, xây gạch xây đồ, có nghĩ là để lấy nước á. Ừ. Để lấy nước rồi qua đây đâu mình tới mình coi thứ hai cái hồ đó là hồ nào ta. Nhà tù Phú Lợi là bên kia đúng không? Đúng, trên kia rồi. Mà cách đây khoảng 2 cây à. Ồ gì mà dữ vậy hả? Ừ. Nguồn chim bay trăm cây số mấy hả? À. Anh không nghĩ là cái giếng đó mà nó lại là cung cấp nước luôn ở ngay cái khu vực này luôn, kể cả ruộng đồng. Thấy cái nước đường nước nó sạch rồi. Cỏ cây đây nó tốt rồi. Tốt, nó đều. Ồ, ở đây còn nhiều bướm quá. Bướm bướm nó bay dập vườn nữa nè. Đẹp kia. Lương Sương Bá chúc anh đài. Măng của trời luôn nè. À, hai hồ này nè. Hai hồ tròn nè, phải không? Chắc chạy quá. Đúng không? Ừ, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, hai hồ tròn này nè. Ừ. Bên kia một hồ nữa kìa. Cái chừng lọt luôn. À, người ta giàu rồi, giàu không rồi. Được, không được, anh đi vô đây. Qua cổng ở đây, qua đây có cổng nè. Anh đi với chừng lọt luôn. Đây nè, nó xả nước xuống đây luôn nè. À này xả xuống chỗ cái suối dưới đây nè. À suối đây chảy ngang qua là suối Két ngay chỗ Mega siêu thị Mega đó. À là Mỹ Châu cũ hồi xưa. Ở đây là hai cái hồ mà kì. Và đây là hai cái hồ nó còn lại nè mọi người. Để mà nghe cô nói là xây ở chỗ mà dẫn nước lên nhà tù Phú Lợi là hai cái hồ lớn này, bên kia là cũng có một cái đó. Không biết người chủ ở đâu, mình vô xin một xíu mà không thấy ai, thấy con chó chạy ra không à. Giờ nó cũng khô cạn rồi nè, nó khô cạn rồi, hai hồ này khô rồi. Mình nghĩ chắc cũng sâu nhưng mà sau này người ta lắp lại. Đó, khung thành vẫn còn đó. Khung thành tròn nè, còn nè. Bên kia có một cái nè. À. Giờ mình ra cái hồ đi quý đi. Đây đứng đây em nhìn thấy cái mồi gà. À. Ký. Đừng có chạy á, không sao đâu. Còn anh không đi. Giờ mình sẽ tới lại cái nguồn nước đó, chỗ mấy em đang tắm, mình cũng muốn tắm xíu, tại vì đi nãy giờ cũng gọi là khá là mệt luôn, đổ mồ hôi mồ kê rất là nhiều. À, mình cũng thích tắm sông tắm suối lắm. Mà không hiểu tại sao ha, lý do gì sao mà nước mà đâu mà nó tuôn lên. Cô cũng nói rồi đó, từ biết bao nhiêu năm trước là người dân người ta sống là nhờ cái nước này đó, tại lúc trước không có nước máy nước gì đâu mọi người. Cái nguồn sông ở xa và đây là cái nguồn nước trong nhất, và nó rất là trong tới tận bây giờ luôn. Mình thấy cũng khá kỳ lạ. Lát nữa cầm máy anh lên anh tắm xíu nha quý. Ok. Mày tắm không? Em lại lội thôi. Lội hả? Cởi đồ ra tắm. Lâu lâu rồi kệ nó tắm đồng ruộng xíu cho nó mát mẻ. Xuống bề cái mọi nước này nha các bạn. Mọi nước này gọi là mọi bà, nằm ở giữa của trung tâm thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương nha các bạn. Rất là độc đáo luôn. Giống như các bạn thấy cái cấu trúc của cái mọi nước này á, là được hình thành, cái thành đó là được làm bằng đá ong và sau đó là chét vôi vữa xung quanh. Cái lỗ tròn tròn kia là chính là cái nơi mà nước mọi ra. Có thể là hồi xưa chỗ đó là cái giếng á. Xuống mấy đứa. Rồi, bơi. Nước cạn có xíu rồi sao bơi trời.
Nó có đổ sâu đâu. Chạy hả anh? Hả? Chạy hả? Mát lắm. Mát lạnh luôn hả? Sâu lắm luôn ta. Không chạy hả, tụi nó đứng có... Chú là chú không biết bơi đâu. Dạ, không có sâu. Vậy chỗ để chú bắn một phát là tươi nước hết. Dạ, đúng gì chú. Nhảy đi. Ngày xưa mà chú thích tắm ở hồ lắm mọi người. Trời lâu quá không có xanh tô, biết xanh tô. Quá đẹp. Trời ơi. Quá đẹp chú ơi. Thử một. Ngày xưa chú còn mặt ngửa ra sao nữa mà do là giờ chú mập lắm rồi. Là con mát ha. Đây là một cái chiếc mà không biết là đâu cũng cạn nhất hả? Cạn mà. Cạn à. Nhưng mà anh dậm chân xuống anh thấy mềm không? Mềm. Nhưng mà anh cảm giác là có nước nó phúng lên không? Hình như vậy á. Hay là anh nghĩ từ đây ta, xong người ta xây lại rồi sau này là người ta biết nơi đây là ừ đúng rồi, có nước nó phúng lên biết chân anh nó. À, em nghĩ là hồi xưa ấy. Là cái giếng á cho nên là nó có cái giếng mọi đó. À. Xong người ta làm cái tường bao quanh nè. Nhưng mà cái kết cấu của cái tường này là ở trong là bao quanh là đá ong nha. Đá ong đúng rồi. Ừ. Là thật sự mà nói là mình cũng thấy cái bài một số là trên mạng thôi là rất nhiều người đi quay đó. Mà ở đây anh nghĩ là lúc trước đó hai hồ nhưng mà giờ nó cũng sập rồi. Tại tầng dưới đây nè. Cái tầng dưới á là nó có một cái nền nữa. Ừ. Là có cái móng nữa. Trời ơi. Quý có đem xong qua đâu vậy? Sao không hả? Không. Để coi đá người ta cũng xây dựng mà, xây kiểu đá xanh mà. À. Đá xanh kết cấu là chắc, tại vì người ta xây cái thời đó nó chắc lắm nha. Cái này cũng rất là lâu năm rồi thì không biết xác định thời nào, nhưng mà người ta đúc khá là chắc. Những cái cọng sắt nó lòi ra nè, mà tới giờ nó cũng còn nguyên nè. Nhưng mà nó mọc cái xanh. Anh lặn xuống ngay chỗ cái giếng coi anh thấy cái nước nó có phúng lên không? Có nha. Có đúng không? Có. Tại vì khi anh đứng vậy nè, anh đứng vậy là cái quần anh nó ngược lại à. Là chứng tỏ nước có đẩy từ dưới đẩy lên. Đẩy mạnh đúng không? Đúng rồi. Mà cô đó đã nói mà nếu mà không xây hai cái hồ này mà không có gì bức lại nó là cái chỗ lối thoát được là nó cứ thoát hoài à. Còn nếu bít kín nó thì nó giảm cái áp lực lại, nó không lên. Còn nếu mà có chỗ tuôn ra là nó cứ lên hoài. Nhưng mà em nghĩ là nó cũng tuôn rồi, nó cũng đã bức được cái bức tường ở giữa này rồi. Ừ. Có người ta đem xong bông gội đầu da tao tắm luôn nè. Nước sạch mà. Quý tắm không, lát nữa cắt điện thoại ở đây tắm quý. Em đâu đem đồ đâu. Và tối là anh cảm muốn xỉu luôn á. Thật. Anh biết bơi không? Hả? Biết bơi không? Không. Chỉ cho bơi. Bơi gì đúng không? Đó, cái gì thôi. Anh có thể nằm trên mặt nước không cần bơi luôn á. Coi nè, nhìn nè. Thường thật ra có một cái nó rất là hay. Mình chỉ cần hít hết tất cả mà đưa lên cái lồng ngực của mình á là nổi hoài à. Nè, hít vô xong mà đưa hơi lên cái lồng ngực lại. Ủa, của anh nó tự tắt rồi. Nó nóng anh tự tắt hả? Đó. Nóng anh tự tắt. Mấy ai? Mấy anh? Không có. Không hết. Trời sướng ghê. Bấm đi mấy đứa. Hình như cá hay trời. Mấy đứa có thường hay ra đây tắm không? Dạ trước là cứ quẩy cho chị bỏ qua tại sáng nay nóng. Đúng rồi, nóng quá chạy ra tắm ha. Sướng là không có biển mình được thừa hưởng những cái gì mình có cho mắt. Khỏi tốn 20.000 hồ bơi. À đúng rồi. Đây nè, ngang đây nè nó bị lủng à. Thì nó bị bứt ra đó. Ờ nó bứt ra nè. Đúng rồi nè, nó bứt ra mà. Nó bứt ra rồi bắt đầu cái nước nó dồn ra nó chảy ra vào. Nên mình lội cho các bạn coi cái lỗ nó bị bứt nè. Đúng rồi. Thấy không? Đây nè. Thấy không? Ừ, nó bị bứt ra đó, nó tuôn nước ra nè. À, hai nữa là cái này xây là kêu hai cái giếng mà kêu mà để hướng về nhà tù Phú Lợi là anh nghĩ cái này. Cái phần này nè. Cái phần này khi mà người ta nó bơm anh. Đúng rồi, có thể là bơm hoặc là ta núi ra luôn cũng được tại vì nó tuôn lên mà.
mình chỉ cần làm hai cái thành này mình đưa vô cái con mương vậy đó, mương xây, rồi nó chút xuống nó về hai cái hố lúc nãy mà mình đi tới đó. Đây mà ai mà biết dọn dẹp sạch sẽ rồi cũng xuống trời rửa lại xong bắt đầu bơm nước gì khó bơm nước. Dũng đến cái góc này lấy thumbnail luôn nè anh Dũng. Cũng được á. Hả? Xong với bắt đầu với đổ một lớp sạn lên, đổ một lớp sạn dưới cho nó sạch. Ở đây cũng có sạn này nhưng mà chắc ai cũng từng đổ. Được. Em nghĩ là người ta sẽ đổ cát á. Nè cái này người ta từng đổ cát nè. Hay là có thể là cát ở dưới dưới lòng. Cát như cát sông rồi. Hả? Cát sông hả? Giống như cát sông mà phải cát dịch. Nhưng mà nó trong nhanh thì chứ. Quay trước nữa không? Chờ quần anh khô mới đi nha. Hả? Nắng thì không anh khô mà. Nhà mấy đứa gần đây không? Đây nè con ơi, thượng giao không tắm. À. Rồi hai đứa đi vậy đi là chú nói là cái mùa hè này sông nước nguy hiểm nha, cái hồ này mình tắm được nhưng mà đừng ra sông nha. Dạ. Rồi cho chú là mấy cái hồ sông lớn rồi mùa hè này là nhiều lưới nó bị lắm. Rồi biển được cũng gì nữa. Mình tắm chỗ nào tắm con nghịch cũng gì nữa. Ví dụ như là mình coi chỗ đó nó có nguy hiểm rồi không. Giỡn rồi đừng có để cho tụi nó nhắn nước. Dạ. Đúng rồi. Nhắn nước nhiều khi nó quá tay mình không kịp trở tay là xong luôn á. Thấy nó giỡn dưới nước rồi mình đừng giỡn. Rồi bơi như cá luôn trời. Anh có thể lặn được 4 hồ gì á. 4 năm hồ á. Ở đây ngồi lại gì quý? Mọi bà. Mọi bà. Ừ. Mọi bà. Ủa anh ở đây cũng giống như là ở Hóc Môn thì có miếu mạch nước á, nước nó cũng có chảy mấy trăm năm mà. Thì ở Bình Dương này thì chỗ này ít ai biết lắm, chỉ có mấy đứa nít đây nó biết thôi. Anh có thấy coi trên quay mấy đứa nó cũng hay quay. Và anh nghĩ là cái chỗ nào á, ông nghĩ gần vậy luôn á. Cái giếng này mà ai mà làm sạch nó dơ quá, cái này mà ai mà làm sạch nó sạch lắm nha. Dơ quá. Anh sẵn tay anh làm sạch luôn đi. Không có lưới. Có cái gì hút chứ hút lên là nó dơ nữa. Chợ con đầu cũng là nó dơ lắm. Cái này phải có mắt kiếm á anh mới phơm được. À. Chứ xuống là nó dơ, nó vô mắt liền. Nó thế mà mỗi lần mình hút lên là mấy cái ấy nó lên rất là nhiều. Thế qua mắt kiến bữa nay em bỏ trên kia không bỏ trong hồn. Có mắt kiến là mình xuống mình gom hết đi sạch sẽ đi rồi bỏ lên là cứ xong là lá cây nó dụng á. Nên cũng có cái nước mình cứ ùa ra nó cứ gì hoài, anh nghĩ là cái mức độ nước nó cứ gì hoài. Tại vì mình có bơm hút ra là nó cứ tuôn lên à, nó không cạn được. Nó ngay cái mạch nước mà. Nó chứ gọi người xưa người ta gọi là long mạch á. Bởi vậy cái nước mà anh thấy chỗ nào mà có những cái giống như vậy là những cái mọi nước giống như vậy là nuôi cả một cái làng luôn á. Nguồn nước nuôi cả cái làng luôn. Nuôi cả cái làng người ta ăn, người ta uống vào đầu cái mình xuống mình tắm rồi sao tao. Nhưng mà giờ em nghĩ là người ta xài giếng máy hết rồi. Chứ cái này mà hút lên xài biết bao giờ cạn. Mấy đứa ăn bánh trung thu không? Dạ. Ăn không? Quý. À để em tới lấy nha, sẵn mua đúng lúc nãy. Tới ngồi mình hưởng thụ chứ đi chơi mà. Nhưng mà cái loại trung thu này nó không phải cao cấp này, cái loại cấp 10 mấy ngàn à. Dạ. Bánh tuổi thơ. À đi uống nước không? Dạ. Uống nước không con? Dạ con uống nước rồi. Còn đi xuống nè. Cái này mà có cái mâm mà có cái phao á, cái bỏ trái cây lên, bỏ rượu vang lên ha, ngồi chiêu chiêu giống như là mấy cái resort á. Đúng rồi. Nó còn sang hơn resort, có dĩa đâu kìa. Kiếm vàng hả? Ở đây có vàng không? Con không biết kiếm thử. Chắc cũng có chứ. Coi thử lỡ mày ai giúp chỉ vàng đây tới đây ăn mấy đứa. Quý nhịn đi. Tầm mấy mà. Qua đây coi nè, mỗi đứa ngồi ăn vui vui. Đại thử coi có vàng không? Phải vàng luôn ha. Vàng này phải có cát ấy à, cát núi á. Không, ý là nó nói là mấy đứa tắm nó rớt vàng đúng không? À.
cũng có chứ tại sao khỏi được. Nhưng mà cái này có lưới á, có lưới nhỏ nhỏ xúc á. Buôn bánh người. Dạ. Đưa tới bánh em đi Đức. Rửa tay đi không? Rửa tay đi. Con rửa ra muốn luôn hả cô? Dạ. Không có, dạ, tại chiều mát á. Chiều đến người lớn kiểu con đầy mà hồn. Dạ. Quý ăn đi. Chúc mày ăn. Ờ, mà cầm hai cái máy đó ăn gì nữa. Ở cả nhà nha. Ủa cái bánh này, bánh trung thu cái kiểu sau này làm tôi dở ngày xưa. Tuy là nó không có phải là bánh cầu cấp nhưng mà ngày xưa ta làm bánh ăn ngon lắm. Sao bằng xưa được. Đã hai đứa này còn hai cái, hai đứa đó nữa ăn. Còn cái chú kia nhìn, chú kia bập. Bập quá, ăn gì nữa, thì người khác ăn bớt cái chứ. Là lấy cái bị định được con nằm chú ta. Thay vì mình bỏ công bỏ sức mà đi Vũng Tàu ha. Đi đây mình tắm. À, mình tắm mình cũng có nước mình uống thôi. Này dẫn con nít tới khoái lắm. Cho nó bơi. Cũng có cái này nó dài quá chắc làm video quá. Nó quay bộ kia làm video khác quá. Hai mấy phút rồi. Ngày xưa chú hay tắm sông lắm. Cái thời đó nhà chú ông ba chú cho đi. Sợ chết đuối. Nhưng mà vẫn thích đi theo trong xốp rồi tắm. Ngày tắm hai ba cử tắm mà xong mà để đồ khô như này mới dám về chứ không mà sợ bị bánh đòn. Không ấy để chuồng tắm luôn. Tại vì thấy đồ ướt là biết tắm xong. Rồi con bây giờ là không có được tuổi thơ như ngày xưa đâu. Bây giờ mà ăn miết rồi nó nhiều. Rồi cũng không được gia đồng ở đây. Tụi con còn gần đồng, có một số người không biết đồng hoặc là gì người ta cũng chưa ra là nào đâu. Theo không? À. Chúc anh xanh tô lại cái đi anh. Xanh tô lại cái không? Góc này nè, góc cái đó anh xin ra đây nè. Chứ đây vô nó hơi tối. Ở lúc đi bộ đội anh cũng xanh tô á. Tầm cái 1,6 mấy, 1,7 là có thể phóng qua đầu lộn được. Em đó em xanh tô bị cắm đầu. Xong bỏ định luôn. Hồi nãy anh bò cho nào mới xước nè. Chắc dưới đó. Hồi nãy lúc anh cút xuống á. Ừ. Anh nhớ là tới đây nó bị giác giác mấy cái sắt nè. Đúng rồi, đây nè. Chắc quẹt mấy cái sắt. Ừ. Nó xước qua mà biết không một đường luôn. Mấy đứa con học lớp mấy rồi? Dạ con học lớp 6. Con học 7. Lớp 7, 6 lớp 7. Có người yêu chưa? Cố gắng học nha mấy ông. Dạ. Học sau để cho cha mẹ nhờ chứ học mà chưa gì mà vội yêu là thôi rồi luôn. Học nơi chữ nơi. Con nhớ cái câu là không có cái chuyện mà không có em mà là anh chết, không có anh là em chết nha. Không có. Tại vì không có con người ta vẫn sống như thường. Có con gái cũng vậy, rồi phải lo công việc, tự lo là lo cái gọi là cái công việc trước, ngon lành trước cái đầu ấy. Góc này đẹp nè anh. Em lấy cái em đứng rộng coi chắc. Để theo yêu cầu của em quý mình sẽ san tô thêm một cái nữa. Lỗ mèo, gọi là lỗ mèo. Góc này qua góc này ha. Rồi. Đây cố góc này. Đứng tại chỗ san tô luôn. Có cắm đầu hai đứa bơi tới. Lâu quá không có đồ. Rồi đây qua đây nè. Cái hồ nó rất nhỏ, nó không to. Nãy bơi nãy giờ giờ khởi động. Rồi, cái nào. Nó hẹp quá nên khó. Quá đẹp, quá đẹp. Được không? Được, được, quá đẹp luôn. Nó ngắn quá. Rồi quay uống công lại nó ngắn. Giờ anh chuyển lại. Thôi đừng có tập nha. Được, con làm được. Được không? Được không? Được góc nào?
này luôn, chú luôn. Lúc đó luôn không? Là lộn trên trời giống chứ. Ờ, lộn trên trời chứ đừng từ có... Từ từ, từ từ. Từ từ. Rồi, ok. Thấp quá. Đúng rồi. Nhưng mà phải nhảy xa xíu, cái đầu... đập cái lưng đập vô nước. Em bay sao sao? Ờ, phải làm sao mình nhắm cái hướng mình cắm đầu là cắm chính giữa nè. Giờ mình cong lại là cong chính giữa luôn. Chứ mình nhảy chưa gì mình cắm bà xuống đây rồi là xong luôn. Nó đập cái sau lưng ót là xong luôn á. Ờ, hai đứa là hai đứa biết sao không? Là khi mình độ mình phải coi ở dưới là có cái gì không nữa nha, chứ không thấy cái con sông con hồ nào mà cứ nhảy xuống là thôi rồi luôn á. Dũng anh bơi như cá luôn à? Hả? Anh bơi như cá luôn. Như người cá. Ước điện thoại. Ước điện thoại. Điện thoại anh không sao. Phải tắm cùng nha, mày tắm không? Để cầm điện thoại anh quay cho. Thôi không tắm, tắm. Không đem đồ nữa. Phải ước ước xíu cho biết quần áo. Anh hy sinh rồi, cái quần đùi rồi. Anh có quần đùi, chứ em không có quần đùi. Giờ là đứng đi, đứng chờ khô đi, xong đi. Dắt đi, anh đứng dắt đi. Đó ngày xưa là cứ gì nè, không ấy là cười giờ dắt. Con nít có ai mới cười đâu không? Giờ khác nha. Không chơi, để mà khô cái vậy. Ừ, chứ để giờ bị chửi không? Về đâu có xin lắm đâu. À, là bị chửi đúng không? Dạ. Bị ba chửi hả? À. Hỏi ba ngày xưa có tắm sông tắm suối không? Có. Ừ, có thôi, nói còn gì. Nói ông ba tắm được, con tắm được. Dạ. Yeah. Mà nói là đi đâu phải báo cáo cha mẹ biết. Ủa có cá hả? Tưởng cá. Lấy cái gì kia, lấy chụp con gì nhẹ. Thôi hai đứa tắm nha. Chú về nha. Ờ, bye bye con, cố gắng học nha. Vậy là mùa hè là một đứa lên lớp 6, đứa lên lớp 7 đúng không? Ờ, dáng còn thêm một khó nữa, tới đại học nữa. Giờ lúc đó muốn yêu đương, muốn làm gì làm. Con đã nhớ một cái câu trong bài hát mà người ta hay hát mà kiểu mà hát không vui, gọi là khổ trước sướng sau á. Cứ khổ đi, rồi sau này con sướng cả đời luôn, chứ chơi được có mấy năm mà sau này nó khổ dữ lắm.